Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bước vào thánh lễ, Thánh Giuse đã được phụng vụ giới thiệu là người tư tế, trung tín và khôn ngoan. Chúa đặt lên coi sóc gia đình Chúa, và đó đích thực là nét rạng ngời của đời Thánh Giuse, nhất là trong bối cảnh mùa chay. Tất nhiên, tôi tớ mà không trung tín với chủ thì còn biết trung tín với ai bây giờ? Trung tín là điều kiện tiên quyết và cũng chính là phẩm chất của người tôi tớ. Nhưng trung tín cho đến cùng đâu phải là thụ động, chỉ đơn giản làm theo lời chủ dạy, mà còn phải tích cực góp phần chu toàn sứ mạng bằng sáng kiến khôn ngoan nữa. Có thể nói trung tín và khôn ngoan chính là đôi chân của người tôi tớ. Thánh Giuse đã thể hiện sự trung tín và khôn ngoan như thế nào? Thưa, Ngài đã thể hiện bằng một con tim nhạy cảm. Điều nhạy cảm trước hết chính là nhạy cảm với thánh ý của Thiên Chúa. Chẳng phải nói đâu xa, bài phúc âm hôm nay đã gói ghém tất cả. Giuse thuở ấy đã đính hôn với Maria theo đúng tập tục tôn giáo và nề nếp gia phong. Lại nữa, trong lòng đang ấp ủ bao mộng ước và toàn tính những bước tương lai. Nhưng điều bất ngờ đã đến, thấy Maria mang thai bất thường. Giuse đã mất ăn mất ngủ, còn tìm héo hắt, suy nghĩ trần trọc. Ngài là người công chính nên đâu dễ có quyết định khinh suất. Nếu như nhân dân công chính theo lẽ luật pháp thì phải lên tiếng tố cáo Maria trước tòa, nhưng ai lại làm thế với người mình yêu? Còn nếu nhân danh công chính theo tình nhân bản thì phải nghe lời trần tình của người phối ngẫu, nhưng Maria nào có hé răng. Thành thử chỉ còn một nẻo công chính duy nhất là đợi chờ ánh sáng trên cao giải tỏa nguồn cơn. Vì thế mới có việc Giuse dự tính rút lui, bỏ trốn. Nhưng thưa cộng đoàn, chính khi tưởng chừng bế tắc ấy lại là lúc tâm hồn Giuse bỏ ngỏ để ánh sáng của Chúa ùa vào giải cứu. Nếu sau sứ điệp truyền tin, Đức Maria đã đáp lại bằng tiếng xin vâng trọn vẹn, thì sau lời mộng báo như bài phúc âm hôm nay mô tả, Giuse đã tỉnh dậy bằng thái độ xin vâng mau mắn, sẵn sàng thực thi ý Chúa trong an bình. Suy nghĩ trần trọc là biểu hiện của đời trung tín, còn dự định rút lui lại là phản ảnh của hồn khôn ngoan. Để cuối cùng như hồn bỏ ngỏ, Thiên Chúa đến can thiệp giúp bảo vệ tình yêu nguyên vẹn và con tim đã vui trở lại. Giuse ở đây chính là người tôi tớ trung tín và khôn ngoan, biết nhạy cảm với thánh ý Chúa để rồi mau mắn thực thi. Điều nhạy cảm thứ hai là nhạy cảm với sứ mạng Chúa trao. Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị qua tông huấn Redemptoris Custos, nghĩa là người canh giữ đấng cứu thế, ban hành năm 1989, đã hình dung Thánh Giuse như con người đi liền với sứ mạng một đời là trông nom, là săn sóc,
con Thiên Chúa làm người. Quả thế thưa cộng đoàn, cùng với việc nhạy cảm với thánh ý qua hành trình dương thế, cái riêng suốt tuổi thơ của Chúa Giêsu, Giuse còn chứng tỏ mình là bạn thanh sạch Đức Trinh Nữ Maria, luôn gắn bó với sứ mạng Chúa trao để trung tín và khôn ngoan thể hiện sứ mạng ấy bằng hết khả năng của mình. Biến cố trẻ Giêsu tự ý ở lại trong đền thánh dịp hành hương năm 12 tuổi mà không cho ai hay, khiến Giuse và Maria một phen hú vía đồn đáo kiếm tìm, mãi đến ngày thứ ba mới được gặp lại. Là một biến cố, hay đúng hơn là một sự cố chỉ xảy ra một lần, nhưng thái độ lo lắng của Giuse và Maria từ lúc kiếm tìm cho đến khi gặp lại trẻ Giêsu đã cho thấy một nhiệt huyết dành cho sứ mạng. Sứ mạng nào? Thưa, đó là sứ mạng giữ Chúa ở với mình như thế nào, và nhất là cách ứng xử im lặng của Giuse, người chủ gia đình, khi nghe trẻ Giêsu thốt lên câu: "Cha mẹ, không biết con có nhiệm vụ phải ở trong nhà cha con sao?" Phản ứng ấy còn cho thấy cả một nỗ lực với sứ mạng làm sao để giữ mình ở bên Chúa nữa. Giữ Chúa hiện diện bên mình và giữ gìn mình đừng để lạc mất Chúa. Đó là hai chiều qua lại của sự bén nhạy Thánh Giuse đã bền bỉ cảm nhận và thực thi, xứng với phẩm chất của người tôi tớ trung tín khôn ngoan Chúa đặt lên coi sóc gia đình người. Đó là điều nhạy cảm thứ hai. Và điều nhạy cảm thứ ba chính là nhạy cảm với lời của Chúa. Lời đầu tiên cũng là lời duy nhất của trẻ Giêsu được phúc âm ghi lại, cũng là lời dành cho Giuse và Maria trong vai trò làm cha mẹ trong gia đình thánh qua biến cố lạc mất và tìm lại, như chúng ta quen ngắm trong ngắm thứ năm mùa vui, khiến cha mẹ người dù không hiểu hết tầm vóc và ý nghĩa của lời nói vẫn nhận ra mình đang đối diện với sự cao vượt của mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Có lẽ vì thế mà sau sự cố, cả hai vị Giuse và Maria đều đâm chiêu trở về đời sống thường nhật nơi làng quê Nazareth. Riêng Giuse, cộng đoàn đã biết ngài im lặng như bản tính cố hữu của mình, không một câu nói, chỉ có việc làm, có thể hiểu theo kiểu làm là cách nói hay hơn cả. Nhưng ở đây đã minh họa khá rõ Giuse đã có một con tim nhạy cảm với lời của Chúa để tìm cách ứng xử phù hợp. Thật thế, Giuse không nói không phải vì không có gì để nói, mà chỉ vì khi đã có Chúa là lời hiện diện, phỏng lời nói của con người có ý nghĩa. Hoặc khi đã có Chúa là lời hiệu năng, phỏng lời nói nhân sinh còn có giá trị. Phải chăng vì sự nhạy cảm này với lời Chúa, Giuse đã chọn cho mình thái độ im lặng, cung kính, suy tôn? Không biết. Chỉ biết rằng cả đời bên cạnh ngôi lời nhập thể, Giuse đã chọn thái độ im lặng, xóa mình để giới thiệu Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, đấng cứu thế cho mọi người.
Và khi Chúa Giêsu đã đến tuổi trưởng thành, chính thức lên tiếng công khai rao giảng tin mừng, thì cũng là lúc Giuse hoàn toàn rút lui vào thầm lặng, không để lại dấu vết. Quả thật, Giuse là người tôi tớ trung tín và khôn ngoan cho đến cùng. Tóm lại, thưa cộng đoàn, Thánh Giuse đã sống đúng với danh hiệu tôi trung mà giáo hội dành cho Ngài, bằng một con tim nhạy cảm khôn nguôi, nhạy cảm với ý Chúa, nhạy cảm với sứ mạng được trao, và nhạy cảm với chính lời Chúa hiện diện sống động nữa để sẵn sàng đáp ứng phù hợp. Đức Giáo hoàng Phanxicô trong sứ điệp mùa chay năm nay 2015 đã kêu gọi giáo hội chống trả lại thói vô cảm đang có nguy cơ toàn cầu hóa, và đề nghị tín hữu chúng ta hãy trang bị cho mình một con tim biết nhạy cảm, nhạy cảm đối với Chúa cũng như nhạy cảm đối với tha nhân. Hôm nay quy tụ lại đây để mừng lễ Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi để noi gương Thánh Giuse và tin tưởng vào sự bảo trợ của Ngài. Chung lời cầu nguyện, xin cho mọi người cũng có một con tim nhạy cảm để sẵn sàng tuân hành ý Chúa, sẵn sàng trung thành, chu toàn sứ mạng được trao, và cũng biết yêu mến sống lời Chúa trong mùa chay này. Ước mong rằng với sự nhạy cảm đặc biệt ấy, chúng ta dưới sự ban trợ của Thánh Giuse cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đón mừng lễ phục sinh đang tới. Thánh Giuse đã có một con tim nhạy cảm ngày hôm qua đối với mầu nhiệm Thiên Chúa làm người được trao vào vòng tay nhiệm vụ của Ngài, và Ngài cũng sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người chúng ta hôm nay trong bối cảnh mùa chay cũng nhận được sự chăm sóc đùm bọc của Ngài, đúng như lời tổng nguyện của thánh lễ hôm nay. Ngài sẵn sàng chuyển cầu để cho mọi người trong hội thánh biết cộng tác với Đức Giêsu mà hoàn tất công trình Thánh Giuse đã khởi đầu, đã được trao phó. Hôm qua trong những người đến thăm chúng tôi có một em bé đi cùng với gia đình. Em còn nhỏ, khi bước vào cửa phòng khách, mẹ em bảo: "Chào Đức Cha Giuse đi." Thấy em nguây nguẩy lắc đầu lui lại đằng sau, mẹ em tất nhiên có những câu mắng yêu. Nhưng sau này khi hai mẹ con ngồi bên ghế gần nhau, mẹ hỏi: "Sao con không chào?" Em bé trả lời bằng một câu dễ thương lắm. Em bảo: "Thánh Giuse ở nhà có râu, còn ở đây Đức Cha chả có râu gì cả. Chắc không phải Giuse." Thôi thì bản thân tôi cũng chả có râu nổi như Thánh Giuse, nhưng vẫn trông cậy vào Ngài, bám víu vào Ngài, nhất là cùng với cộng đoàn, gia đình, giáo phận hướng lên Ngài trong dịp kính mừng bổn mạng này, để Ngài với kinh nghiệm gìn giữ chăm sóc đấng cứu thế năm nào, hôm nay cũng chăm sóc gìn giữ đấng cứu thế nơi chính tâm hồn và cuộc đời của mỗi người. Có râu hay không, Ngài vẫn có tấm lòng quảng đại và sự nhạy cảm muôn thuở để sẵn sàng hỗ trợ cho mọi người. Vấn đề còn lại là chúng ta có đáp ứng đúng như khẩu hiệu quen thuộc trong hội thánh công giáo hay không. Khẩu hiệu ấy là: "Hãy đến cùng Giuse." Vấn đề còn lại gửi đến cộng đoàn chúng ta là hãy đến cùng Thánh Giuse để nhận được sự chăm sóc đùm bọc của Ngài. Amen.